Chỉ vì nghi ngờ đối tượng gian lận điểm trong lúc chơi bi-a với nhau mà ba thanh niên ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã dùng cây và dao đánh chém người này bị thương nặng. Sau khi có kết luận thương tật của bị hại trong vụ việc này, sáng nay ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Danh Vinh, 21 tuổi, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Danh Ngọc Vĩnh, 16 tuổi, Danh Phú Quý, 17 tuổi, cùng ngụ xã Định An, huyện Gò Quao về hành vi cố ý gây thương tích. Vào giữa tháng 6 năm 2018, sau khi tàn tiệc cưới ở nhà người quen, nhóm của Vinh rủ anh Danh Phép đi chơi bi-a. Khi tính điểm bi-a đã xảy ra đánh nhau vì cho rằng anh Phép giở trò gian lận. Trong lúc hỗn chiến, nhóm thanh niên nói trên dùng cây cơ đánh bi-a và dao tự chế, đánh chém liên tiếp nhiều cái vào người, làm anh Phép bị thương tật 33%.